Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh video của Hoàng Ngọc Sơn. Tôi là Kim Ngân. Trong video vừa rồi, chúng ta đã tìm hiểu về Charlie Munger, cánh tay phải của tỷ phú Warren Buffett. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu một trong những nhà tỷ phú đại tài. Và chúng ta hãy cùng đón xem ông là ai nhé. Nổi tiếng với sự lạnh lùng và tham vọng kiếm tiền bằng mọi giá, Carl Icahn là một trong những nhà đầu cơ vĩ đại nhất thế giới, sánh ngang với những vị tỷ phú khởi nghiệp từ tay trắng trên thị trường chứng khoán như Warren Buffett và George Soros. Với khối tài sản là 24 tỷ USD, Icahn được xem là một trong những nhà đầu cơ thành công bậc nhất trên thế giới. Icahn lăn lộn trên phố quan từ những năm 1960, nhưng phải đến năm 1980 ông mới nổi tiếng và là một nhà đầu tư quyết liệt đầy tham vọng. Nắm cổ phần kiểm soát tại công ty như TimeWarner, TWA và Blockbuster. Hiện nay, Icahn là một trong những tỷ phú giàu có của phố Wall. Cũng giống như hầu hết người Mỹ thành công và giàu có khác, Icahn có xuất thân khó khăn. Icahn sinh ngày 16 tháng 2 năm 1936 ở Farisway, Queens thuộc thành phố New York, nơi ông theo học tại trường trung học Farisway High School. Cha ông là người điều khiển ca đoàn của giáo đường Do Thái, còn mẹ ông là một giáo viên. Carl tốt nghiệp Đại học Princeton với bằng cử nhân văn học về triết học năm 1957 và sau đó vào trường y học Đại học New York. Nhưng ông đã bỏ học sau 2 năm để tham gia dự trữ quân đội. Icahn bắt đầu sự nghiệp của mình trên Wall Street như một nhà môi giới chứng khoán vào năm 1961. Đến năm 1968, Icahn mua được một chỗ trên sàn chứng khoán New York và thành lập công ty môi giới Icahn & Co. Khi đó, Icahn mới 32 tuổi, một công ty chứng khoán tập trung vào việc mua bán rủi ro và mua bán quyền chọn. Năm 1978, Icahn đầu tư vào công ty sản xuất bếp Tapan và thu lời 2 triệu USD về cho công ty. Con số này tương đương 9 triệu USD vào năm 2005. Icahn được mệnh danh là kẻ cướp công ty sau khi ông tiếp quản hãng hàng không Trans World vào năm 1985. Ông nắm cổ phần kiểm soát tại các công ty và yêu cầu thực hiện các thay đổi lớn về cấu trúc công ty. Ông còn buộc một số công ty phải mua lại các cổ phiếu đó với giá ưu đãi để tránh bị chiếm quyền kiểm soát. Icahn lên đỉnh thành công vào những năm 1980 khi ông tiếp quản hãng hàng không TWA. Ông mua lại công ty này vào năm 1985 và biến TWA thành công ty tư nhân 3 năm sau đó theo kế hoạch mua lại cổ phần trị giá 650 triệu USD. Năm 1992, TWA tuyên bố phá sản và Icahn rời bỏ công ty này. Nhưng không mất nhiều thời gian để Icahn phục hồi trở lại. Ông dành phần lớn số tiền kiếm được để đầu tư vào RCR Nabisco. Dù cuối cùng thất bại nhưng Icahn vẫn thu về 100 triệu USD. Cuối những năm 1990, Icahn chịu thất bại hiếm hoi sau khi thâu tóm bất thành công ty Marvel Entertainment. Năm 1991, ông đã bán các tuyến London của TWA cho American Airlines với giá 445 triệu USD. Ông đã thành lập Lawfest.com để bán vé TWA và mua lại một phần của du lịch giải trí toàn cầu Farisway để hợp nhất vào đó. Năm 1994, Jayford sát nhập với Mellons. Năm 2007, Icahn lập Icahn Enterprises bao gồm các công ty con Charlie Munger xe hơi, Tropicana giải trí sòng bạc, Aris tàu quả, Viacom đóng gói thực phẩm. Sau gần 60 năm lăn lộn trên phố Wall, Icahn nắm giữ cổ phần hoặc nắm quyền kiểm soát số lượng lớn các công ty bao gồm Tesco, Phillips Petroleum hiện là ConocoPhillips, Western Union, Viacom, TimeWarner, Blockbuster. Không có gì ngạc nhiên khi Icahn có nhiều đối thủ, trong đó có siêu sao quỹ đầu cơ Bill Osman. Cuộc chiến giữa Osman và Icahn kéo dài 5 năm từ năm 2004. Và dưới đây là một số câu nói nổi tiếng của ông. Thứ nhất, tôi kiếm tiền, chẳng có gì sai với điều đó cả. Đó là điều tôi muốn làm, đó là cái mà tôi có mặt ở đây để làm, đó là điều mà tôi thích thú. Thứ hai, các CEO được trả lương để làm những công việc tồi tệ. Nếu hệ thống không bị rối tung cả lên, những gã như tôi sẽ không kiếm những đồng tiền như thế này. Và thứ ba, khi mà hầu hết những nhà đầu tư, bao gồm cả những chuyên gia, tán thành về một điều gì đó, thì đó là lúc họ thường sai. Thứ tư, tôi sẽ thâu tóm công ty nếu anh không thay đổi. hoặc nếu hội đồng quản trị không làm việc này, việc kia. Thứ năm, tôi là một người rất cạnh tranh, đam mê hoặc ám ảnh. Anh gọi là gì cũng được, và khi làm bất cứ điều gì, tôi đều cố hết sức. Đó là bản năng rồi. Thứ sáu, bài học trong kinh doanh. Nếu muốn có một người bạn, hãy mua một con chó. Thứ bảy, tôi nhìn các công ty như là các doanh nghiệp, trong khi các nhà phân tích của quanh lại nhìn vào lợi nhuận hàng quý. Tôi mua tài sản và các cổ phiếu tiềm năng, còn phố Wall mua lợi nhuận. Vì vậy họ để lỡ mất một số điều mà tôi thấy trong những trường hợp nhất định. Thứ 8, một số CEO đã đề nghị tôi tổ chức bữa tiệc nghỉ hưu, nhưng tôi là một người rất cạnh tranh và lớn lên tại Queen. Tôi không muốn bỏ lỡ phần đời còn lại của mình ở Florida để chơi golf. Hy vọng là những thông tin về tỷ phú Carl Icahn sẽ giúp chúng ta mở rộng thêm tầm hiểu biết. Và để cập nhật thêm nhiều kiến thức bổ ích, các bạn có thể đăng ký kênh video của diễn giả Hoàng Ngọc Sơn hoặc đăng ký trực tiếp lớp học Forex thực chiến kiếm tiền tại lớp trong 3 buổi ngay tại đường link bên dưới. Và nếu bạn cảm thấy video hữu ích, hãy nhấn like và subscribe, đồng thời chia sẻ cho mọi người nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.